Rồi, ok mấy anh, thì hôm nay là thứ 6 ngày 11 tháng 8. Thì chúc mấy anh có một ngày mới vui vẻ, nhiều sức khỏe và có nhiều năng lượng cho cuộc sống ha. Thì lâu quá em không có lên chào màu, thì hôm nay quyết định lên 4 con chào màu, bỏ lỡ hả mấy anh ha. Thì giá hôm nay là giá tương đối mềm nha, những con này tương đối rất là mềm, giá rất là mềm luôn. Thì anh em nào mình thấy thích mình cứ nhắn cho em ha. Thì sẽ bắt đầu từ có số hết ha anh em. Số 1, 2, 3, 4 ha, chỉ có 4 con thôi. Rồi ok mấy anh, thì bắt đầu em lên chim cho mấy anh coi. Rồi từng con, chi tiết từng con cho mọi người cùng coi ha. Rồi ok ạ. Rồi ok tất cả mấy anh, thì giờ bắt đầu lên từng con, cho mọi người cùng coi ha. Thì bốn con này nó chỉ là con cao nhất, nó cũng chỉ có một mùa thôi mấy anh, nên thành ra con chim nó không có căng được nha. Với lại ở đây bên em á, bị chuột nó quần rất là nhiều mấy anh. Hầu như là chuột nó vào lòng rất là nhiều, thành ra em bây giờ không có mặn với chào màu mấy anh. Nó nên là mấy con này em bán giá rất là mềm cho mấy anh ha. Nó nên anh nào mình thích chào màu thì mình cứ bắt những con này về mình chăm lại giùm em ha. Thì những con này đều sổ bọng rồi hết nha mấy anh, bốn con này là trống 100% hết, sổ bọng hết rồi và chim có mùa luôn rồi nha mấy anh. Thì con có mùa cái giá nó phải đeo lên nó cao hơn so với ba con còn lại nha mấy anh. Rồi ok mấy anh, thì anh nào mình chốt con nào mình cứ nhắn cho em ha. Rồi để em quay vào chi tiết từng con cho mọi người cùng coi ha. Mấy cái con này thì ở đây nó quen mặt với nhau hết rồi mấy anh, thành ra nó không có sổ bọng nhiều, nhưng mà em cam kết với anh mấy con này là chim trống nha. Rồi ok, để em bắt đầu quay từng con cho mọi người cùng coi ha. Rồi con ngoài cùng này nha mấy anh, con số 1 đi ha. Thì con này mồng đá lân ha, mồng đinh đá lân, con này dáng chim to chim, bộ cũng rất là ok nha mấy anh. Đó, thì con này em bán là 800 nha mấy anh, đó con số 1 nha. Đó, con này em bán là 800 ngàn. Đó, con đầu tiên, con 800 ngàn, mặt rất là đẹp, đầu rất là to, dáng chim rất là ok nha. Nó con này là 800 ngàn nha mấy anh. Nó chim không 800 nha mấy anh. Rồi ok mấy anh, thì cái bữa nay em quay chim đứng luôn, thì thật sự anh em nào mua chim anh em cũng biết ha, con nào như thế nào thì em sẽ nói như vậy ha. Nó con này em bán là 800 ngàn nha mấy anh. Con số 1 nha. Rồi ok mấy anh, con này là 800 ngàn. Đó, mặt rất là đẹp ha mấy anh ha. Lông đuôi nó còn đang thiếu nha mọi người, lông đuôi còn đang thiếu, nhưng mà chim này anh em nuôi một mùa qua mùa sau là con này đảm bảo rất là đẹp luôn. Mồng đá lân rất là đẹp, mồng rất là dày nha, góc mồng nó rất là đều, nó không có bị lõm nha. Con này về sau kia sẽ rất là đều chim hết mấy anh ha. Đó, con đầu tiên ha, con số 1 nha mấy anh. Rồi ok mấy anh, con này 800 ngàn nha, chim không nha. Rồi ok, mình đâu con số 2 nha mấy anh. Đây, con này em bán chim lồng luôn mấy anh, con này bán chim lồng là 1,5 triệu nha mấy anh. Con chim này là cũng gần được một mùa rồi nha anh. Con chim mình dây nha, con này rất là dài chim luôn. Con này chim mẫu hót rất là đẹp nha. Con này giọng sổ 4545 nha anh, 456 nha. Đó, thì ok, con này nguyên combo bán 1,5 triệu nha anh. Chim lồng 1,5 triệu. Đó, chim lồng 1,5 triệu nha anh. Rồi ok mấy anh, thì con này bán chim lồng 1,5 triệu ha. Đó, con này thì về mình dây dán dốc rất là ok luôn, chim cũng rất là đẹp. Đó, mình mua về mình chăm lại cái này, chăm lông lại hết anh ha, chăm lông dùng cám tốt xíu, tại vì ở đây em nhân cho ăn cám ba vị nè, thành ra chim nó không có căng được ha. Đó, rồi ok mấy anh, để em qua con tiếp theo ha. Rồi con này con số 2 nha anh, chim lồng 1,5 triệu nha, nguyên combo 1,5 triệu nha anh. Đó, dán dốc mấy anh thấy không, rất là ok ha. Con này thì yếm không có sâu bằng con yếm lúc đầu ha. Đó, rồi ok, để em quay con tiếp theo cho mấy anh cùng coi ha. Rồi con này là con số 3 nè mấy anh, con này thì em bán chim không là 1,8 triệu nha mấy anh, chim không là 1,8 triệu nha. Con này chơi rất là đẹp, nó chơi rất là đẹp luôn, rất là xiên cánh nha. Nhưng mà ở đây mấy anh nó bị chuột quần nhiều nhất, nó là cái con bị chuột quần nhiều nhất đó mấy anh, thành ra con này em bán luôn. Đó, con chim không là 1,8 triệu nha mấy anh. Đó, chim không là 1,8 triệu. Chim này à, để nó quay ra em coi coi, mồng đinh đó mấy anh, mồng đinh hơi đá lân xíu nha. Đó, đuôi nó đang bị ra đuôi, ra lông đuôi mấy anh. Đó, con này chim không 1,8 triệu nha mọi người. Đó, anh em nào một chút con nào thì nhắn cho em ha. Rồi ok mấy anh, thì em lên tiếp con cuối cùng ha, con số 4 ha. Em nghĩ cái con này sẽ đi nhanh nhất. Đó, rồi ok mấy anh, thì để em quay vô cho mọi người cùng coi. Rồi, con này là con bổi, bổi lỡ nuôi được 4 tháng rồi nha mấy anh. Bổi lỡ nuôi được 4 tháng, chim sâu vọng rồi. Đó, con này thì em bán nguyên combo luôn, 1,2 triệu nha mấy anh. Nguyên combo 1,2 triệu nha. Chim rất là đẹp, con này về nhà anh em nuôi lên chim rất là ok ha. Chim to dài. Đó, anh em mà mình qua bắt thì sẽ thấy.
anh em khuyến khích em qua trực tiếp coi con này nhé anh. Đó, chim lòng nguyên combo 1,2 triệu nhé anh, nguyên combo 1,2 triệu. Đó, con này đảm bảo mấy anh mua cái lòng, nó cái lòng là mất bao nhiêu tiền rồi mấy anh. Đó rồi, ok mấy anh, con này yếm rất là sâu ha, hai yếm gần muốn chạm luôn nha anh. Con chim bổi thì nó còn hơi nhát xíu, ở đây em chưa thấy tật lỗi nha anh, con nào có tật lỗi thì em sẽ nói tật lỗi nha. Ở đây con này em chưa thấy tật lỗi nó. Rồi ok mấy anh, con này thì em bán là chim lòng là 1,2 triệu nha mấy anh, chim lòng 1,2 triệu nha, chim lòng là 1,2 triệu. Rồi ok mấy anh, thì anh nào chốt con nào thì cứ nhắn cho em ha, có mã số từ con, từ con, từ con hết 1,2,3,4 nha. Rồi ok mấy anh, rồi để em quay tiếp một số vài dòng em còn ở đây cho mọi người cùng coi ha. Rồi ok mấy anh, thì em lên tiếp cho anh hai con hút mật ha. Thì hai con hút mật này thì đã nuôi rồi hết nha mấy anh, con học con đầu tiên là con hồng đen nè, nó con này đã chơi rồi luôn nha mấy anh, nó hót rất là nhiều luôn. Thì con này em bán là nguyên combo là 600 nha mấy anh, còn nào bắt chim không là 450 nha. Đó mấy anh ha, chơi rất là nhiều ha. Mấy con này nãy nói chung nhà nó hót rất nhiều mà em không có quay được mà, không có thời gian canh để quay á, nhưng mà đảm bảo về là hót rất nhiều ha. Nó con hồng đen nha, nó cám cứng hết rồi, con này nuôi chắc cũng phải tầm 6-7 tháng rồi mấy anh. Nó cái này về mình tắm rửa sạch sẽ cho nó cam, về phơi nắng xíu nha mấy anh là ok, chim sẽ chơi rất là nhiều ha. Đó buổi trưa trưa nó hót rất là nhiều luôn mấy anh, hót nhức đầu luôn á. Đó con đầu tiên là con hồng đen ha, rồi nguyên combo là 600.000 nha mấy anh, bắt chim không là 450 ha. Rồi tiếp theo để em lên tiếp con phía bên đây Đà Lạt luôn. Rồi ok mấy anh, thì con bên đây là con hút mật Đà Lạt nha, nó dòng này thì rất là đẹp luôn, nó cũng như vậy luôn nha mấy anh. Thì chim lòng là 600, anh em nào bắt chim không là 450 nha. Đó những hai con này là hót rất nhiều nha mấy anh, nó cám cứng, mình bỏ trái cây bỏ cam vào cho nó ăn ha, thì đặc biệt rất là thích cam ha, tắm táp nữa là mấy con này sẽ rất là đẹp luôn. Đó mấy con này thì đã nuôi rồi hết rồi mấy anh, thành ra nuôi về mình sẽ rất là dễ ha. Rồi ok mấy anh, thì anh nào mình chốt con nào thì cứ nhắn cho em ha, con hồng đen và con Đà Lạt nha mấy anh, hai combo như nhau, chim lòng là 600 còn chim không là 450 nha mấy anh. Rồi ok mấy anh, để em quay tiếp một số dòng còn ở tiệm cho em mấy anh coi ha. Ok mấy anh, thì ở đây em cũng còn có than bổi ha, thì còn chỉ có 4 con thôi, nó thì em bán luôn 200.000 một con. Nó nên là mình thích chim bổi thì mình qua bắt ha, 4 con này rất là ok ha, chim mập mạp nha, có kiểu là lông nó hơi xấu thôi mấy anh. Nó còn 4 con, nó 4 con thì em bán rẻ luôn, còn 200.000 nha. Nó ok mấy anh. Rồi bên đây em cũng còn ít than truyền mấy anh, than truyền thì có những con nó chỗ rất là nhiều rồi ha, gần như là chỗ xong luôn mấy anh. Nó thì than truyền em còn đây chắc tầm mười mấy con thôi, nên em bán xả ra luôn, một con 300.000 nha mấy anh. Đó một con 300.000, giá rất mềm rồi. Đó một con 300.000, anh em nào mình cần chim truyền thì cứ qua bắt lúc này ha. Chim truyền thì về nó trổ bồ lông ra là nó sẽ dạng hơn chim bổi, và mình chơi cũng rất là dễ mấy anh ha. Đó chim truyền 300.000 một con. Đó rồi để em coi còn cái gì để em quay tiếp cho mấy anh coi. Đúng rồi, đó ok mấy anh ha. Đó em quay sơ sơ mấy con này chỗ rồi mấy anh, đó chỗ nhiều nữa ha. Đó đây nữa nè, đây nữa nè, đây nữa nè anh, con này chỗ cũng như là muốn thành chim bổi luôn đó anh. Đó bên đây nữa nè. Rồi ok anh em, thì anh em nào mình chốt con nào thì cứ nhắn cho em ha, thì em sẽ gửi cho anh em cái con chim đó. Rồi cũng cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi clip của em, thì chúc anh em có một ngày mới vui vẻ.